đi rồi. Hello các bạn ơi, hôm nay là ngày Noel, ngày 25 tháng 12 năm 2017. Ở nhà của Thêm Mì sẽ có một buổi tiệc nhỏ. Các bạn cùng tham dự với Thêm Mì nha, cùng ăn tiệc với Thêm Mì nha, ok. Ok. Bánh thơm nha mọi người ơi. Bánh thơm. Bốc khói món thơm. Đây, đây là sói ca của Thêm Mì. Sói ca Thêm Mì chuẩn bị là pha rượu nha mọi người. Đây, coi vậy, sói ca pha gì trước vậy sói ca? Cái đó nước gì vậy sói ca? Phải làm, phải minh họa vô, là thêm cái gì vô. Phải nói lên. Pha rượu nha, bữa nay là không xỉn là không ngủ. Nằm mà thẳng cẳng luôn, xỉn không cần phải thay đồ luôn. Nằm là bận bộ đồ đó ngủ mới được nha. Nhất là Thu Ngô này nha. Không xỉn là không cho vô phòng nha Thu Ngô. Ai ghen nổi không? Có ghen nổi không? Nổi không, xỉn. Cổng lên vai thiên giác hờ lơ luôn. Cái cà pha này, cái này nổi không? Cái này kêu là cái gì? Blood gì? Bloody Mary. Bloody Mary. Đó, cái màu đỏ này Thu Ngô thích uống cái này. Mình nó phải đòi có mấy cái trái gì đó. Ô liu. Trái ô liu nó mới chịu nha. Bữa nay này phải có ớt sắc bỏ vô nữa. Bữa nay là giống như là cho nó là ướt thì chùi á, là có đầy đủ hết á, ướt thì chùi, ướt chỗ nào chùi chỗ đó. Mới đủ. Này nhiều chuyện quá luôn ơi. Đúng rồi, là phải đúng bài luôn ta. Sói ca đâu phải vậy. Bloody Mary. Hả? Nó phải tay không vậy? Pha rượu pha tay chứ, tại giờ thấy có nửa cái. Dạ xa xa ra, nó phải quay được. Sói ca. Nó đang quay. Người ta kẹt cái này rồi sao mà thấy. Nó nhìn đi. Uống sói ca kìa. Nó pha rượu rồi. Đứng yên chỗ là đủ rồi đó. Tự nhích theo. Mấy còn hai nhân vật chính nữa, tới nữa là mấy đầu vô tiền. Pha rồi kìa. Pha rồi hả? Bất cứ pha gì. Uống y chang ở trên kia. Đó hả? Hello. Hello. Chị Hồng. Nói đi, kiss mệt mọi người đi. Nói đi. Nói. Kiss mọi người, kiss mệt đi. Quay phim nè, sắp đi. Quay phim nè. Quay phim nè. Thu Ngô đâu rồi? Mang hai heo vô đâu rồi? Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Nói đi. Chúc hello, Merry Christmas. Nói chúc mọi người đi, chúc Christmas mọi người đi. Hello everybody, Merry Christmas. Bây giờ coi sớt cà phê rồi. Sữa hả? Bloody Mary Miss. Đây là thành phần để pha chế rượu tóc cocktail tên gì anh Thắng? Gì? Rượu tóc cocktail này tên gì? Rượu cocktail tên gì? Cái đó kiểu loại gì? Ok, cái trắng này đó. Không, cái mà thành phẩm á là tên gì? Thành phẩm là cái thành phẩm gì? Nó là thành phẩm. Một cái ly cocktail này mình sao mình mix hết á, mình gọi là cái ly đó là cocktail tên gì á? Ok, cái trắng này á gọi là Marari, Maggie. Marina Colada. Marina Colada. Marina Colada. Cái đỏ này là Bloody Mary. Bloody Mary, thành phần gồm có Bloody Mary là có Bloody Mary. Bloody Mary and không. Pina Colada. Pina Colada mix. And olive. Yeah, and after. Tobacco. Rồi. Chị Hồng ngồi đâu? Em ngồi đó. Rồi. Yeah. Very delicious. Okay. Uống vô. Wow. How you feel? How you feel? Very good. Okay. But thiếu chili. Okay. Chili. I have a chili for you. Okay. Ớt lát máu sắc đó, bỏ vô đó, ớt lát không có ớt lát chưa đủ cay không đủ cay rồi nè. Chị Hồng ơi, say hi everybody đi. Ghê chưa, Hồng vẫn diễn chưa, vẫn skirt nha. Rồi đây ghê chưa đó, chú vô vô đây quay hai đứa luôn. Ê, che cái bánh đó 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 đó, cái tay chưa chị đụng vô cái bánh đó. Rồi đứng nha, chụp hai người nha. Một, đứng này chụp nửa người, chúng chụp hết người. Được rồi, đây. Một, hai, ba. Rồi, cái nữa từ xa. Từ xa nửa cái người nữa. Yeah, thì nửa người. Một, hai, ba.
Yeah. Đâu quay không em? Đúng rồi anh. Sói ca kìa, sói ca bưng đồ ăn ra kìa. Để cho mình sói ca là. Hấp dẫn quá đi thôi. Yeah. Oh. Em kéo cái ly của em ra. Đây là tôm. Tôm gì vậy? Sao rồi anh? Tôm càng hấp bia. Tôm cầm hấp bia. Còn cái này là thịt bò. Anh cái này là mực bạch tuộc. Cái này là kim chi. And chả giò chay dành cho chị Hồng. And đây là tôm, tại vì thì giống như đất hơi chật, bởi vậy phải để vô cái tô đỡ, để dễ không có chỗ để. À, đây là bỏ bơ vô. Sói ca bỏ bơ vô. Hôm nay sói ca làm sao? Hoành tráng luôn. Sói ca làm hết. Hoành tráng luôn. Hoành tráng, tráng luôn. Sói ca làm cỏ hoành tráng. Sắc xì. Ăn được cái đeo kiếm mình đồ ăn rất nhiều. Ăn một gấp 2, gấp 3 đó. Anh nhớ ăn cái này á, là không uống cái này. Uống rượu đỏ. Uống rượu đỏ, cái này là cocktail, là ăn cái bánh ngọt thôi. Nhưng mà tại vì có tôm này nè, tôm luộc cho nên cho uống cái đó đó không sao. Đúng là có theo đó. Tôm ngon lắm. Theo nó đang con này. Công nhận mình hấp nó ngon. Sorry, sexy nha. Để một chút mẹ cho mẹ. Để mẹ hưởng trước. Mình hấp nó ngon rồi. Hôm nay ai năm nay là có em nữa này, ai cũng vui vẻ, có quà tiết thì đó anh cũng vui không? Mai vui đó, em có vui không? Đi đâu giờ không? Đâu vui. Anh gấp rút quá, người ta thôi, người ta lại cho nóng được sao? Không khí gia đình nó vui hơn. Giang làm cái gì con có mặn.
nghĩa đi nha, thoải mái đi nha. Hello. Hello. Are you coming? Okay, con đi về đâu? Okay, come in the front door. I'll open the door for you. Okay. Em mở cửa vô nha. Có. Cửa kia. Lily, Sashi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun!
Don't you love Christmas? Here's jingle bells for you. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtailed bay, 240 as his speed. Hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all. Yeah.
So Lily, you quit or you don't want to work at the Fruzy? Huh? Have you been work in the Fruzy? No. I got fired. Huh? They let me go. She was stealing money. It wasn't busy, so they hired two other people. That's because you had school, right? Why do you need to work? You don't need the money now. You don't need the money because you don't know how to spend. All you do is this career. That's what I think. That's what I wish. Hôm nay là bây giờ ăn xong rồi, bây giờ mình đến món tráng miệng. Wait until he gonna die. He gonna die for us. We take them off. Sói ca nói gì chú? That's a real legend. Okay. I never knew that. That's why now you know it. So glad you come. Okay. Yeah. Nobody told me that, but the father told me. Ah, the church told you. No, the father. The father from my relative. Okay. That's good for us Catholics. I never knew. Okay, I never saw that. What is Christmas Eve mean? Christmas Eve, that Jesus born. Santa. Well, Santa Maria. Hold up. Drink more. Gia đình vẫn là gia đình. Thì không ăn tô thì ăn đĩa đi. Thôi sao dẫn rồi mà. Ăn đi, anh ăn đi. What is this? I don't know. That's not mine. That's mine. Do you want something like this? Don't they? This is how mine. Oh no, it's cool. Yeah, we'll share. Wait. Okay. What is it? Này bánh. Bánh này bánh nhưng mocha. Enjoy. Yeah. Em ăn cái gì? Lấy cái đũa đâu em ăn? Trời ơi! Trời ơi! Quay nó đi, lấy cái đũa. Quay vào. Anh nhà nha, mọi người nha. Selfie đi. Mời mọi người ăn bánh nha. Bánh mà nhân mocha. Đi, nhìn đây nè con. Đẹp lắm, mà sao không chịu nhìn vậy? Look mad everybody. Ok. Đây em chụp lại cho. Đây. Quanh không hả? Ờ hả? Đấy giờ đem tập chưa? Đó chị Hồng anh đi giờ. Em đi lấy mũ, có mũ mà. Có không? Anh đi lấy. Gần quá. Cứt kết. Christmas. Yeah, say something đi. Cô đang quay video, cô bỏ lên YouTube. Hôm nay là ngày tốt lắm, tại vì it's Jesus' birthday. Yeah, you're right. Happy birthday, Jesus. Chúc mọi người đi. Chúc Christmas mọi người đi. Oh. What should I do? Take it away, Lily. Alright. Yeah, đi, anh ơi, chị ngồi đây nha. Okay. Jen. 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 Xin mời, ăn bánh ngon quá. Alcoholic or something? Bánh ngon quá. Mặt mocha nó ngọt lắm. Mocha đó, mocha là cái mùi kem. Uh-huh.
Cái bánh này đúng rồi, bánh Christmas. Bánh chúc cây. Mở quà. Mở quà, bây giờ phải trao quà cho ai trước đây? Vợ. Đâu? Ê. Quà của vợ. Không. To my darling. Quà đâu có biết trước không vậy? Đâu rồi? Quay phim không? Đưa máy em quay phim cho. Đang quay rồi, đang quay giúp mọi người luôn rồi. Đâu? Quay em. Quay em. Chết luôn. Ủa, quay phim không đâu vậy? À, bên đó đó hả? Là chị phải đứng quay ngược lại vậy thôi. Rồi, kế đến là... Quay quà này đã quay cái gì đã cầm chưa? Mở quay đã quay gì đã. Để đến vợ tặng cho chồng. Không biết gì nữa. Trời ơi. Trời ơi, kỹ quá. Nói kỹ quá, mở nhiều lớp quá. Này gì ta, gì hợp vừa với ta, hội hợp hết ta. Mở hộp này không có. Bây giờ. Rồi chắc cái mở ra ra rồi. Mùa Noel năm nay và sang năm mới
Rồi chị bấm cái nút này thôi, chị bấm cái nút này là chụp, còn cái này đang quay nữa. Cầm cái này không có gì đâu. Đó, lái chân, vô lái chân. Chocolate, I like it. Yeah. Yeah. Wow. Thank you. Selfie. One, two, three, nha. Okay. No selfie? You can take our picture. One, two, three. Anh Thắng nhìn đây nè. Wait, where? This one? Alright. Okay. Alright, that one? Yeah, ta bấm rồi. Rồi chụp rồi. Alright. Alright. Thank you. Còn cơ mà em mở gói quà của Thu nữa, còn cả em anh lấy quà nữa kìa. Quà nữa mà. Đó, quà đáng rồi. Có rồi. Cái mở không? Cái quà còn nhiều nhiều mà em mà không dám. Tại em thấy không quen. Anh nói ủa sao cái này cái này của anh nè. Cái này nữa mà cái này tăng đậm thắng hơn. Trời ơi, chị cho mình cái này nữa nè. Đó, trời ơi, cậu nhìn đồ quá vậy. Oh yeah, she candy, yeah, she candy, thank you. Nhiều vậy đó. Chị nghĩ ra rồi đó, chị đó hả? Cái xô. Oh yeah, cái xô, cái xô. Em nghĩ cái xô, em ra rồi đó. Chị đổ dùng cái gì mà trong đây giống như bin, bin, cái gì đó. Cái này gọi cái đó ra luôn. Ý không thích thì đi đổi được. Là biết cái đó nha. Trời ơi, gói kỹ quá. Nè, kéo mà. Đông. Hồi sáng á, ra anh Thắng mặc áo nhỏ sáng
quen quen không dám hỏi. Giờ thắng cái khai là mặc còn sáng rồi. Ủa gì cua rồi mặc hả? Cái gì kìa? Ở đây biết sao có hộp tôi nhé. Trời ơi, Giang Giang. Giang quá. Đồ chơi quà Christmas của Sassy á, mở ra đi, mở quà đi, mở quà Christmas đi, quà của con á, yeah, mở ra đi Sassy, có gì trong đó vậy, có gì trong đó vậy, mở ra đi, đồ chơi của Sassy á, để mở đi, Sassy, lại đây nè, mở đây nè. Lại mở quà đi, mở quà của con á. Dạ, yeah, mở ra đi. Đồ chơi trong đó đó, lấy ra. Lấy đồ chơi ra. Lấy đồ chơi ra đi. Nhảy xuống. Lấy đồ chơi ra. À, đồ chơi nè, nhảy xuống lấy ra. Yeah, đồ chơi trong đó đó. Nha, yeah, giỏi quá. Đúng rồi, đồ chơi của con nó mở ra đi. Lấy ra, lấy ra. Lấy đồ chơi ra. Đây nè, đồ chơi trong đây nè. Trong đây nè. Đồ chơi trong đây nè. Nè. Đồ chơi đó, lấy ra. Xé ra. Xé ra. Lấy đồ chơi ra. Lấy ra đi. Lại lấy ra, lấy đây nè. Lấy đồ chơi ra. Nha, yeah, lấy ra. Để mở cái này ra sẵn cho sexy nha. Đây, rồi. Dạ, lấy ra, lấy đồ chơi ra chơi. Yeah, yeah, giỏi quá, yeah. Come on baby, come on baby. Come on Sassy, Sassy lấy được đồ chơi lại đây lấy thêm nữa nè, còn đây nữa nè. Yeah, Sassy lấy được đồ chơi chơi rồi. Quà Christmas của Sassy á. Em thích không? Yeah, ở đây nữa nè. Mở ra nữa, trong nó còn nữa nè. Trong đây nữa nè. Trong đây còn nữa nè, Sassy lại đây lấy. Lấy nha. Yeah, Sassy mở quà rồi. Yeah, come on baby. Đem lại đây nữa nè, lại đây còn nữa nè. Sassy, ở đây nè. Ở đây nè. Yeah, lại đây nữa nè, trong đây nè, lại đây. Lại đây nè Sassy, được chơi nè. Trong đây nữa nè baby. Jackie. Ở đây nữa nè, còn gì nữa nè, lại đây lấy. Sassy thích được chơi quá hả? Yeah, ở đây nữa nè, lại đây nè, bảng trong đây nè, ở trong đây nè. Vô lấy này chơi đi. Yeah, Sassy thích kêu kêu vậy phải không? Sassy thích đồ chơi này nè. Sassy thích à? Em thích à? Em thích à? Em thích đồ chơi này nè. Mở ra lấy đi Sassy. Mở ra lấy con. Yeah, mở ra. Yeah, Sassy lấy ra được luôn rồi. Yeah, giỏi quá ta ơi. Yeah. Nè đây nè, lấy đây nè. Đâu rồi, đồ chơi nè. Lại đây. Đó, đấy, đồ chơi á. Yeah. Sassy thích nè. Sassy thích nè. Oh yeah. Đó, đó, lấy đồ chơi đi.
Yeah. Nhiều được chơi quá Sexy thích à. Yeah. Wow, Christmas của Sexy đó phải không? Ba thứ luôn ha. Nó còn kiếm nữa hả? Còn kiếm đồ chơi nữa hết rồi baby. Đó được chơi đâu? Được chơi đó, lấy cho mẹ đấy. Lấy được chơi đó. Được chơi mới đâu? Được chơi mới của em đó, lại lấy đi. Yeah, đúng rồi. Mọi người hôm nay đều vui. Don't you love Christmas? Here's Jingle Bells.